Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Thu Loan nha. Hôm nay là Thu Loan nấu một món cơm trưa ha. Cơm trưa cho cả nhà ba mẹ con mình ăn. Ở nhà mình có ké sẵn với tôm sẵn tủ lạnh đó cả nhà. Mình nấu, mình chỉ mua bầu về mình nấu thôi ha. Mua bầu với thêm dưa với hành lá về mình nấu thôi. Chứ còn cái mỡ tôm đây là chút để mình kha cái nục nha. Cái mỡ này là bữa qua mình đút bánh xèo còn lại á. Giờ mình lấy mình kha ké luôn nha. Gia đình mình nấu ăn bữa cơm đơn sơ đạm bạc nha cả nhà. Giờ mình sẽ lặt ké, đầu ké ra thì mình sắc bào rồi mình làm luôn nha. Đây mình cũng có là 150g tôm cả nhà. Để mình có bê lét có hố luôn ha. Có hố để mình ướp mình muối sơ cả nhà. Con bí mình nó không có thích ăn cá kho, thích ăn ké muối sơ. Bây giờ mình cũng ướp mình chiên luôn nha. Chứ giờ mình nấu canh nha cả nhà. Giờ bầu hành mình cũng sẽ chế sạch sẽ đó ha, mình sắc rồi ha. Ké rồi bắt đầu mình cũng rửa ra giờ mình ướp nha. Nấu canh rồi mình quay mình ướp. Giờ mình đổ nước cho mình nấu canh nha. Rồi mình nấu mình ăn cả nhà, mình ăn vô đây nha. Múc cho em mình nữa nha. 50g mà mình lột bao nhiêu đây cả nhà. Bây giờ mình dễ ra ha, nấu cho nó ngọt. Rồi mình cho nửa muỗng muối vào đây ha, muỗng bột ngọt nhỏ nha, 2 muỗng hạt lên cà no. Giờ mình ướp ké nha cả nhà. Ké mình mua rồi mình để tủ lạnh nè, nó cũng không có được tươi lắm ha. Giờ mình ướp gia vị vô nha, cho ít muối vào đây. Mình cho 2 muỗng mắm luôn ha. Mình cho 1.5 muỗng đường vô luôn ha. 1 muỗng tiêu. Thêm ít bột nữa ha, bỏ thêm ít bột nữa. Rồi mình trộn mình để cho nó thấm ha. Bây giờ mình đổ ké vô xôm luôn nha. Xong ướp cho bài mỡ để mình thắng á ha. Giờ mình chai vô đây luôn. Mỡ thì mình không cần phi hành cũng được ha. Rồi nhiều quá mình để lại bớt. Rồi mình đổ màu vô đây luôn. Đổ bầu ít thế nhiều mình sợ nó đậm nó đắng cả nhà. Trộn lên ha. Rồi để lại đây mình ướp nha. Ké nục ké gì bất cứ mà mình ướp lâu chừng nào nó thấm nó ngon chừng đó cả nhà. Nước sôi rồi mình bỏ tôm luôn cả nhà. Rồi trên bầu thôi mình cho ít đường phèn vào đây luôn nha. Thả bầu vào đây luôn nha. Mình muối sơ ké nha cả nhà. Cái hố đây giờ mình muối sơ đi để mình chiên. Rồi mình cho muối vào, rồi giờ mình cho bột ngọt vào đây luôn nha. Ngọt bằng mặn, ngọt ngọt cho nó ngon. Tiếp theo mình cho ớt bột vào đây luôn ha. Tại biến mình ít ăn cay á, mình cho ít ớt thôi. Trộn lên. Rồi giờ mình để cái hố hàng bên cho nó thấm ha, nó thấm muối đi, cái bột ngọt nha. Rồi nồi canh bầu của mình nó sôi rồi ha. Rồi các anh em mình ở gần á, mình nấu thì mình cũng múc cho nó chút đỉnh á, cả nhà này mình nấu nước hơi nhiều xíu. Mình đem thử nha, đem nếm thử có vừa ăn không. Nó ngọt và nó ngọt nè cả nhà, nên mình cho chút muối nữa ha, cho chút muối nữa. Rồi mình tắt bếp, cho tiêu vào đây luôn. Rồi bỏ hành vào đây luôn. Rồi canh bầu nấu với tôm. Rồi mình bắt ké lên mình kho nha cả nhà. Cho 2 chữ ớt vào đây luôn.
giờ mình cho chút nước vào đây luôn nha cả nhà. Giờ nồi kế mình nó cũng đã kêu rồi nè, giờ mình nhắc xuống nha. Rồi bây giờ mình chiên cái hố luôn nha cả nhà. Rồi mình muốn thu gọn video lại á, rồi mình chiên luôn ha. Rồi bây giờ mình nấu xong rồi ha, bây giờ mình múc tre hết rồi ha. Giờ mình nấu xong mình dọn lên mình ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm buổi trưa một mình nha. Mình nấu cơm bào tôm. Còn cái này là kè cả nhà, kè đây gọi là kè ngọt đó. Lúc mình sắc lên là kè nó trắng lắm, mà mình để mất cái 5 phút mà nó đi cái gì là cả nhà. Kè mình sắc lên nó trắng không thấy hột. Kè này là mình chấm với mắm ruốc nha. Mắm ruốc là mình cũng dẻ cay cả nhà. Mình dẻ là tỏi, ớt, hành tây luôn với đường, chanh. Ngon cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Mình ăn xong mình có kịp thì với ổi nha cả nhà. Cái ổi đấy mình chấm với ớt mình tráng miệng ha. Mình kéo lục lên một hai chút mỡ không, rất là ngon luôn. Còn cái lục á mình kho mỡ á, là ví dụ hơn là kho dầu nha. Ở nhà ăn kèm thấy mình kho mỡ ăn thấy nó mặn mè, rất là béo ngon luôn. Con trai mình lại thích ăn cái món này lắm cả nhà, kè chấm mắm ruốc. Sau khi kè mình sắc lê chừng 5 phút là đi, thấy nó có đẹp lắm nha. Nhìn thấy nó giống như kè dè vậy mà sợ cái hộp non lắm. Mình ăn kè đây nha, không tuyệt đối không cho mình ăn á.
sau nó có cái, nó bị hư răng mình, xong nó sẽ bị hư răng mình là nó có cái chất acid ở cả nhà, cái mủ của nó độc lắm, ăn nó sẽ bị xiết răng, hư răng hết. Giờ mình lớn rồi mình ăn thoải mái chứ hồi đó mình 11, 12 tuổi không, ông về mình ông cấm không cho ăn nữa. Như cái chè giòn đó là phải để mình ăn sống chứ đâu có nấu đâu, để đâu có nấu nó ngon, nấu cũng được nhưng mà nó không ngon cả nhà. Kênh ủng hộ mình để mình có động lực mình ra nhiều video.